Chào các bác, hôm nay em lên cho các bác một siêu phẩm là chiếc máy giặt VX7300R. Chiếc máy này còn nguyên bảo hành, còn nguyên giấy bảo hành, hàng xài nước, rất chất lượng luôn. Các bác có nhu cầu xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Các bác vào trong kênh nhớ cho em xin một nút like, nút chia sẻ, nút đăng ký kênh. Chiếc máy chạy rất êm luôn, rất mới, hàng xài nước, cực kỳ chất lượng của hàng Nhật nội địa. Và giá chiếc này là giá 13 triệu. Bảo hành cho các bác 1 năm. Rất chất lượng luôn. Chiếc máy hàng xài nước gần như mới luôn. Chiếc máy 7300R này giặt 10, sấy 6, sấy block, cực kỳ chất lượng luôn. Các bác có nhu cầu xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Gặp ship hàng toàn quốc. Và chiếc máy này hàng xài nước này rất tiện lợi và phù hợp cho mọi gia đình Việt Nam, nhất là vào những ngày nồm ẩm đầu năm. Chiếc máy này sấy bằng block, giặt xong sấy là quần áo có thể sử dụng được ngay, mặc được ngay luôn, rất tiện lợi. VX7300R giặt 10 sấy 6, hàng xài nước của hàng Nhật nội địa Nhật. Và hãng Panasonic, máy giặt hãng Panasonic này là hãng nồi đồng cù đá, sản phẩm này là rất là bền luôn. Cực kỳ chất lượng luôn. Các bác vào trong kênh nhớ cho em xin một nút like, nút chia sẻ, nút đăng ký kênh. Các bác có nhu cầu mua hàng xin vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Chiếc máy chạy rất êm luôn, cực kỳ chất lượng, hàng xài nước còn gần như mới luôn. Em xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Các bác có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Em ship hàng toàn quốc.